Đó đang lấy cái gì? Tụi quỷ này để nó quánh chết. Em ở trong rừng thì em sẽ đi cặn ong bằng xuồng á, mình băng qua những cái con rừng nè, rồi mình để ý cái nó thả khu nào thì mình sẽ đi tìm cái khu đó. Thường thường là em sẽ tìm gặp một cái ổ ong trong phạm vi một cây số trở lại. Thường như vậy, khi mà lấy ổ ong thì con ong nó không phải như con mật mà nó đánh bỏ kim, nó có thể chích mình liên tục gì đó, nên là nó câu vô bộ đồ của mình cứng lắm. Khi mà đánh mình không được rồi nó sẽ bu theo cái hơi thở, mà thường thường mình để chừa một mảnh lưới để mình thở cho bộ đồ á, nó sẽ bu vào đó, nó đái vô mắt của mình. Mà đặc biệt là nước đái của nó rất là nguy hiểm luôn. Những cái lần đầu là mở mắt không được, mình phải đắp nha đam, đắp nước dừa, tại vì nó quá nóng á. Khi nó nóng quá mình mở mắt không được, nước mắt cứ chảy liên tục vậy đó. Quăng đôi dép chế ra bác.